thời còn ở việt nam thì đã được dạy cái câu rằng nghề làm nail là nghề làm dâu trăm họ qua tới Mỹ này mới thấy làm neo nó là làm dâu cả ngàn họ luôn rồi chứ không còn trăm họ nữa. Khi ngồi xuống bàn, hai con người thuộc hai chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, văn hóa, tư tưởng, quan điểm sống khác nhau. Thì cái thời khắc đó, những cái định kiến của cả hai bên đặt lên nhau nó đã phát khởi rồi. Chỉ cần có một động thái dễ gây hiểu lầm thôi thì xung đột rất dễ xảy ra. Khi người ta đứng ở ngoài, người ta nhìn vào, người ta chỉ thấy nó là cái móng tay thôi. Nhưng sự thật để hình thành nên một cái gọi là business thì nó yêu cầu nó đòi đòi hỏi rất nhiều thứ mình gặp một người khách da trắng mình nói đó là đẹp có thể cô ấy đồng ý với mình nhưng khi mình gặp một người khách da màu chưa chắc cô ấy đã đồng ý một lát gặp cô khách người mỹ latin có thể cô ấy cũng sẽ định nghĩa về cái đẹp theo một hướng khác nữa mỗi nền văn hóa mỗi chủng tộc người ta sẽ có một cái thị hiếu khác nhau nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì đó lại là cơ hội rộng mở để mỗi ngày mình đều được học cái mới